cũng được, như hồi xưa là không có mở, nhưng mà có cái dự án này là khách du lịch tới. Khách quan ở đây tới tham lui ra là kẻ đi xuống người đây là đây ngôn đoàn thấy đầy tự nhiên thôi. Đông người lắm, nhà muốn đông kinh á. Thì có người Hàn Quốc vẽ trên tường nên vui.